Mến chào quý vị, Phương Thùy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng mang đến cho quý vị những tin tức hấp dẫn nhất trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những tin chính. Tin khẩn cấp: Trung Quốc run sợ khi Đài Loan phóng hỏa vỡ đập Tam Hiệp, chôn vùi 1/2 đất nước của Trung Quốc để cảnh cáo Tập Cận Bình. Thưa quý vị, có một tin cực nóng và cực mới khi ngày hôm qua, Tổng thống Đài Loan, bà Thái Anh Văn đã tuyên bố chắc chắn rằng nếu phía Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan thì Đài Loan sẽ tấn công đập thủy điện Tam Hiệp, và bà Thái Anh Văn nhấn mạnh rằng chỉ sau 30 phút, 1/2 đất nước của Trung Quốc sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Thưa quý vị, theo tờ báo Hoàn Cầu đưa tin, trong thời gian vừa qua, tình hình giữa hai nhà nước Đài Loan và Trung Quốc cực kỳ căng thẳng trong bối cảnh Đài Loan đang chuẩn bị phiên họp để người đứng đầu nhà nước này sẽ có một bản kế hoạch chi tiết hành động nếu như phía Trung Quốc sẽ phát động tấn công vào cuối năm 2021. Theo một nguồn tin tiết lộ, phe của bà Thái Anh Văn có tới 90 nhất trí là sẽ phóng hỏa đánh sập con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa với việc Đài Loan sẽ chính thức tuyên bố với cả thế giới về quyền độc lập của quốc gia này, cắt đứt mối tư tưởng của giới lãnh đạo Trung Quốc, thâu tóm Đài Loan về với phía Trung Quốc theo kiểu một quốc gia, hai chế độ. Giới lãnh đạo thừa hiểu rằng Trung Quốc là kẻ bịp bợm, điều đó được chứng minh rất rõ kể từ khi Trung Quốc thâu tóm được Hồng Kông. Bởi vậy mà Đài Loan sẽ không chấp nhận bất cứ lời yêu cầu nào từ phía Trung Quốc. Chính vì tình hình căng thẳng nêu trên mà Trung Quốc không chịu đứng nhìn Đài Loan tuyên bố độc lập nên đã gây áp lực lên chính quyền Đài Loan bằng mọi cách. Thưa quý vị, theo tiết lộ của chính quyền, bà Thái Anh Văn cho biết, trong những tuần vừa qua, Trung Quốc đã điều động rất nhiều đặc vụ đến Đài Loan để thám thính. Các phe phái của chính quyền ông Tập Cận Bình được cài cấm bên trong lẫn bên ngoài của Đài Loan. Mặt khác, Trung Quốc còn ngang nhiên điều rất nhiều tàu chiến, máy bay, tên lửa, trong đó đáng chú ý nhất là cả hai tàu sân bay Sơn Đông và Liêu Ninh tập trận bắn đạn thật sát eo biển Đài Loan nhằm gây áp lực lên chính quyền Tổng thống bà Thái Anh Văn trước kỳ họp bầu lại người đứng đầu của đất nước này. Mặt khác, Trung Quốc đã cho rất nhiều tiêm kích xâm phạm đến bầu trời của Đài Loan để khiêu khích Đài Loan nổ súng trước. Mục đích của phía Trung Quốc là lấy cớ phát động một cuộc chiến tranh tấn công Đài Loan trước ngày tuyên bố độc lập. Thưa quý vị, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Đài Loan đã phát biểu trước toàn thể báo chí trong và nước ngoài chỉ trích kịch liệt phía Trung Quốc đã xâm phạm đến chủ quyền vùng trời và vùng biển Đài Loan, cũng như cảnh báo rằng Đài Loan sẽ đáp trả mạnh mẽ và đáp trả ngay lập tức nếu như Trung Quốc không chấm dứt các hoạt động nói trên. Qua đây, Đài Loan cũng đã bác bỏ cho nổ kho vũ khí thuộc căn cứ quân sự Tương Châu thuộc tỉnh Phúc Kiến và yêu cầu phía Trung Quốc trả tự do cho công dân của Đài Loan mới bị phía Bắc Kinh bắt giữ vì nghi ngờ có liên quan tới vụ đánh bom vào kho vũ khí của Trung Quốc nói trên. Trái ngược lại với những tuyên bố và những lời cảnh báo từ phía Đài Loan, Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng cường lực lượng hải quân trên lãnh thổ của Đài Loan và đã đánh chìm hai tàu đánh cá của Đài Loan, khiến 10 người bị thương. Rất may không có người nào thương vong. Thưa quý vị, theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng của Đài Loan cho biết, hành động của Trung Quốc là không thể nào chấp nhận được. Bắc Kinh đã không coi Đài Loan ra gì. Trung Quốc đã gây hấn cũng như gây áp lực cao độ lên phía Đài Loan. Do vậy, Tổng thống của Đài Loan, bà Thái Anh Văn đã phát động thông báo báo động cho quân đội sẵn sàng chiến đấu với Trung Quốc. Thưa quý vị, vào lúc 17 giờ ngày hôm qua, phía chính quyền của Tổng thống, bà Thái Anh Văn đã cho bắn hai quả tên lửa về phía đập Tam Hiệp của Trung Quốc, nơi được cho là điểm yếu chết người của phía Bắc Kinh. Hai quả tên lửa này là bản sao của loại TOMAHOOK của Mỹ, nhưng đáng tiếc là nó đi trệt tâm điểm vào đập Tam Hiệp nên không bị vỡ đập. Nhưng sức công phá của nó đã làm cho rung chuyển nền móng của con đập được cho là lớn nhất trên thế giới. Sự việc nói trên đã làm cho chính quyền ông Tập Cận Bình hú vía và thót tim. Được biết, vị trí phóng tên lửa chỉ cách con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc chưa đầy 1.200 km. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Mỹ có tên New York Times cho biết, con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc là một trong những con đập lớn nhất trên thế giới. Trung Quốc đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức cũng như tiền của để xây dựng lên con đập Tam Hiệp này. Tuy nhiên, nó chính là điểm yếu ít hầu của phía Trung Quốc, là một vị trí cực kỳ quan trọng đối với cả Trung Quốc. Bởi vì con đập này mà vỡ thì nó sẽ nhấn chìm 1/2 diện tích của Trung Quốc. Có thể Trung Quốc sẽ bị xóa sổ trên bản đồ của thế giới. Vì thế mà chính quyền ông Tập Cận Bình đã cho bố trí 5 sư đoàn và 10 tiểu đoàn liên tục trực chiến cũng như bảo vệ con đập Tam Hiệp 24/24, tránh các đối thủ cũng như là các thế lực thù địch bên trong và ngoài nước của Trung Quốc phá vỡ đập này. Theo các chuyên gia nổi tiếng về thủy lợi trên thế giới cho biết, nếu con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc mà bị bắn vỡ thì nó sẽ cuốn trôi toàn bộ Bắc Kinh cũng như các thành phố lớn của Trung Quốc, Thượng Hải, Quảng Đông, Quảng Tây, Thâm Quyến hay các thành phố khác ra ngoài Biển Đông, và nó sẽ xóa sổ 1/2 diện tích của phía Trung Quốc. Vì thế, khi chính quyền của ông Tập Cận Bình gây chiến với kẻ Đài Loan thì mục tiêu đầu tiên của Đài Loan là không cần đánh đâu xa mà cứ dùng tên lửa bắn phá con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc là chiến thắng. Và rất may cho chính quyền ông Tập Cận Bình khi hôm qua Đài Loan phóng hai quả tên lửa bắn vào đập Tam Hiệp. Tuy nhiên, nó đã không trúng mục đích như ý muốn, vì thế đập Tam Hiệp chưa vỡ.
nếu không nó sẽ xóa sổ Trung Quốc và hôm nay trên bản đồ của thế giới đã không xuất hiện đất nước Trung Quốc nữa rồi. Thưa quý vị, được biết, chính phủ Trung Quốc đã bỏ ra một số tiền cực lớn để giảm bớt những tác động từ đập Tam Hiệp, nhưng nhiều vấn đề vẫn chưa được giải quyết trong những năm vừa qua và Trung Quốc ngày đêm đang rất lo lắng. Và theo các chuyên gia quân sự trên thế giới cho biết, nếu đánh nhau với cả phía Trung Quốc thì không cần đánh ở đâu xa mà cứ đập Tam Hiệp nhằm bắn phá thì sẽ chiến thắng toàn diện phía Bắc Kinh. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên China Morning Post cho biết, con đập Tam Hiệp được xây dựng trên con sông Dương Tử tại thị trấn Tam Đầu Bình thuộc thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Dự án này được khởi công từ những năm 1994 và vận hành đầy đủ từ tháng 7 năm 2012 với vốn đầu tư khoảng 200 tỷ nhân dân tệ, tức là gần 6.600 tỷ đồng. Đây là một trong những con đập thủy điện lớn nhất trên thế giới với sản lượng điện năm 2018 đạt 100 tỷ kWh. Thưa quý vị, trên thế giới chỉ có Hoa Kỳ và Đài Loan dám tấn công con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Ngay từ những năm 1958, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện đã phê chuẩn đề xuất xây dựng dự án con đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử. Tuy nhiên, ông Mao Trạch Đông không yên tâm về vấn đề an ninh quân sự của dự án Tam Hiệp. Lúc đó, ông Chu Ân Lai đã cử hai tướng Trương Ái Bình và Trương Chấn chủ trì nghiên cứu các vấn đề an ninh quân sự của dự án Tam Hiệp. Vào thời điểm đó, chỉ có Hoa Kỳ và Tưởng Giới Thạch của Đài Loan mới dám tấn công đập Tam Hiệp. Hai tướng Trương Ái Bình và Trương Chấn đã đưa ra kết luận nghiên cứu trước Cách mạng Văn hóa rằng trong điều kiện hiện tại, vấn đề an ninh quân sự của dự án Tam Hiệp không thể được giải quyết sau khi hoàn thành dự án Tam Hiệp. Trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên tại eo biển Đài Loan, Bộ Quốc phòng của Đài Loan đã đe dọa ném bom hoặc phóng tên lửa phá vỡ đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Thưa quý vị, trước khi xây con đập Tam Hiệp, chính phủ của Hoa Kỳ cũng tuyên bố rằng họ không ủng hộ việc Trung Quốc xây dựng dự án Tam Hiệp vì người Mỹ đã học được nhiều bài học đắt giá từ những dự án đập, hồ chứa nước khổng lồ trên thế giới. Tuy nhiên, vì Hoa Kỳ đã bị phía Trung Quốc xác định là kẻ thù nên Mỹ luôn được xếp hàng đầu trong danh sách có thể tấn công và đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Thưa quý vị, tình hình căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc ngày càng gia tăng khi Đài Loan tuyên bố không sợ chiến tranh khi Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng. Đài Loan đã khẳng định không thách thức Trung Quốc nhưng luôn sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh liên tục bị Bắc Kinh gây sức ép. Trung Quốc đã liên tục tuyên bố họ sẽ không từ bỏ ý định sáp nhập Đài Loan bằng vũ lực. Vì vậy, chúng tôi luôn luôn cảnh giác, người đứng đầu cơ quan hành pháp của Đài Loan, ông Tô Trinh Sương phát biểu, trước khi được các thành viên cơ quan lập pháp hỏi về mối đe dọa quân sự từ phía Trung Quốc đại lục, chúng tôi không sợ một cuộc chiến và cũng sẽ không thách thức Trung Quốc, nhưng chúng tôi sẵn sàng chiến đấu mọi lúc. Ông Tô nhấn mạnh như vậy và ông Tô còn tuyên bố rằng nếu xảy ra chiến tranh, chúng tôi sẽ không cần đánh Trung Quốc quá nhiều mà chúng tôi chỉ cần phóng tên lửa phá tan con đập Tam Hiệp là chúng tôi sẽ chiến thắng Bắc Kinh. Tuyên bố được ông Tô đưa ra sau khi Thủ tướng Trung Quốc, ông Lý Khắc Cường trong một phiên họp quốc hội vào sáng ngày hôm kia đã thông báo ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm 2019 sẽ tăng từ 7,5 lên mức 180 tỷ đô la Mỹ. Với mức tăng này, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc hiện đứng thứ hai trên thế giới, chỉ sau Mỹ. Nước sẽ chi khoảng 750 tỷ đô la Mỹ cho quốc phòng năm 2020. Lực lượng phòng vệ của Đài Loan gần đây cũng đã tăng cường mua sắm các loại vũ khí hiện đại và tiên tiến bậc nhất trên thế giới của Mỹ cũng như tiến hành một loạt các cuộc tập trận trên Biển Đông nhằm thách thức cũng như ngăn chặn những nguy cơ tấn công từ phía Trung Quốc. Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ cần thống nhất, kể cả bằng vũ lực. Trung Quốc đã nhiều lần dùng máy bay cũng như tàu chiến hoạt động quanh quần đảo của Đài Loan trong các cuộc tập trận vài năm qua và tìm cách gây sức ép buộc nhiều nước trên thế giới cắt quan hệ ngoại giao với Đài Loan, trong đó có Mỹ. Các chuyên gia nghiên cứu về quân sự cũng như chính trị trên thế giới cho rằng Trung Quốc từ lâu đã tuyên bố duy trì quân đội để bảo vệ lãnh thổ của Đài Loan, bởi vì chính quyền ông Tập Cận Bình lo ngại lãnh đạo Đài Loan, bà Thái Anh Văn sẽ đưa hòn đảo tới một tuyên bố độc lập tách riêng với cả phía Trung Quốc, động thái mà Bắc Kinh được cho là không thể nào chấp nhận được. Và trong một bài phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Trung Quốc, ông Lý Khắc Cường nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ kiên quyết phản đối cũng như ngăn chặn mọi âm mưu hay hành động ly khai đòi độc lập Đài Loan, kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của phía Trung Quốc và bất kỳ ai. Bất kỳ nước nào can dự vào vấn đề của Đài Loan thì Trung Quốc sẽ coi nước đó là kẻ thù và sẵn sàng chiến tranh. Thưa quý vị, Đài Loan là một cái gai trong mắt của Trung Quốc. Vì thế chưa thống nhất được Đài Loan vào Trung Quốc đại lục thì chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn còn nuôi tham vọng cũng như là kẻ âm mưu thôn tính. Nhưng chính phủ của bà Thái Anh Văn thì cương quyết không cho phía Trung Quốc thôn tính Đài Loan. Và cuộc đấu giữa Đài Loan và Trung Quốc sẽ còn rất gay go và quyết liệt. Giữa Đài Loan và Trung Quốc sẽ còn... Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.
Trận lũ lụt ở Trung Quốc năm 1931 là kết quả của một trận bão lớn và kéo dài trong mấy ngày đêm, ước tính gây thiệt mạng từ 1 triệu đến 4 triệu người, phần lớn do đói và bệnh tật. Đây được coi là một trong những trận lũ lụt khốc liệt nhất trong lịch sử nhân loại. Lũ sông Hoàng Hà, Trung Quốc năm 1887. Ngoài trận lụt năm 1938 do chính phủ Trung Quốc cố tình gây ra, trước đó sông Hoàng Hà đã chứng kiến một trận lũ lụt thậm chí còn lớn hơn. Vào ngày 28 tháng 9 năm 1887, người ta ước tính trận lũ đã giết chết từ 900.000 đến 2 triệu người, khoảng 2 triệu người mất nhà cửa. Các vùng đất nông nghiệp và một số thị trấn nhỏ bị phá hủy hoàn toàn. Không có gì ngạc nhiên khi sông Hoàng Hà được đặt biệt danh là nỗi buồn của Trung Quốc. Nước của sông Hoàng Hà được cho là đã bùng nổ khi qua các con đê ở Jiaokanku, gần thành phố Trịnh Châu ở Hà Nam. Do vùng đồng bằng trũng thấp gần khu vực, nước lũ đã nhanh chóng lan khắp miền Bắc Trung Quốc, bao gồm khoảng 130.000 km², gây tắc nghẽn các khu định cư nông nghiệp và các trung tâm thương mại. Sau trận lụt, 2 triệu người bị mất nhà cửa, các đại dịch liên tiếp xảy ra. Tiếp theo là thiếu trầm trọng các dịch vụ y tế cơ bản đã khiến công tác cứu trợ trở nên khó khăn, số người thiệt mạng ngày càng tăng. Lũ lụt miền Bắc Hà Lan năm 1212. Hà Lan là đất nước nằm trên các cửa sông Rin, sông Scheldt và sông Mersey, là một trong những nạn nhân lớn nhất của lũ lụt. Trận lụt Sint-Maarten là một trận lụt lớn xảy ra vào tháng 6 năm 1212 và kết thúc sau hơn 6 tháng tại vùng biển Bắc của Hà Lan. Trận lụt này là kết quả của một cơn bão lớn và tạo ra một cơn sóng thần khổng lồ đánh vào đất liền. Theo các báo cáo, cơn sóng thần có độ cao khoảng 4,5 đến 5 mét và gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho các thành phố ven biển của Hà Lan. Trận lụt đã cướp đi sinh mạng của khoảng 60.000 người, hàng trăm nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa. Trận lũ cũng gây ra những thiệt hại không thể khắc phục được đối với tài sản và cơ sở hạ tầng. Đất nước có biểu tượng là cối xay gió đã phải mất hơn 2 năm để phục hồi sau trận lụt này. Trận lụt ở Saint Lucia, Hà Lan năm 1287. Trận lụt ở Saint Lucia, Hà Lan là một thảm họa tự nhiên lớn xảy ra tại khu vực nước Hà Lan vào tháng 12 năm 1287. Trận lụt này là kết quả của cơn bão kéo đến từ biển Bắc, khiến một mụn đất tràn vào biển và làm cho mực nước dâng cao lấn át các khu vực ven biển. Trận lụt này làm cho hơn 50.000 người thiệt mạng và làm cho một số thành phố lớn như Amsterdam và Utrecht bị chìm trong nước. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là khu vực ven biển của Hà Lan, nơi đang là trung tâm của nền kinh tế Hà Lan vào thời điểm đó. Trận lụt này đã gây ra thiệt hại lớn đến nền kinh tế của Hà Lan, khiến cho nhiều người mất đi nhà cửa, tài sản và cơ hội kinh doanh. Nó cũng có tác động lớn đến tình hình chính trị và xã hội của Hà Lan. Trận lụt này được xem là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử đất nước này. Trận lũ lụt Thánh Elizabeth năm 1421, dù được đặt theo tên một vị thánh của Hungary, trận lụt lịch sử lại tàn phá Hà Lan nặng nề. Trận lũ lụt xảy ra trong 2 ngày, 18 tháng 11 năm 1421 và 19 tháng 11 năm 1421. Với nước ở biển Bắc làm vợ đê, biển ăn và đất liền trong suốt nhiều thập kỷ, thậm chí ngày nay, một số đất đai bị biển ăn lấn bởi trận lũ kinh hoàng năm xưa vẫn ngập nước. Trận lũ khiến khoảng 1.000 đến 10.000 người chết. Lũ lụt Thánh Felix năm 1530. Thứ Bảy, ngày 5 tháng 11 năm 1530 còn được biết đến là ngày Thánh Felix ở Hà Lan. Nhưng cũng đúng vào thời điểm này, một trận lũ lụt kinh hoàng đã xảy ra khiến 100.000 người Hà Lan thiệt mạng. Ngày Thánh Felix trở thành ngày thứ bảy thảm khốc khi hơn 100.000 người bị thiệt mạng trong trận lũ lụt lịch sử cuốn trôi Flanders và Zealand. Lũ lụt Trung Quốc năm 1931. Trận lụt năm 1931 được coi là trận lụt tồi tệ nhất ở Trung Quốc trong thế kỷ 20. Vào mùa hè năm đó, mực nước ở các con sông như Châu Giang, Dương Tử, Hải Hà và Hoàng Hà đã dâng cao sau những trận mưa lớn và gây ra trận lụt kinh hoàng đó. Người dân ở 16 tỉnh của Trung Quốc đã chịu ảnh hưởng trực tiếp từ vụ này. Thành phố Hán Khẩu ngập lụt nặng nề. Một đợt hạn hán kéo dài 2 năm sau đó là các trận bão tuyết lớn, thậm chí là mưa lớn hơn và lốc xoáy cao hoành hành. Đến tháng 7 năm 1931, ba con sông lớn nhất ở Trung Quốc là sông Dương Tử, Hoàng Hà và sông Hoài đã chảy trên khả năng tối đa của chúng. Người ta ước tính trận lụt đã giết chết từ 1 triệu đến 4 triệu người, hầu hết là do đói và bệnh tật. Lũ lụt đã phá hủy mùa màng và nguồn nước ô nhiễm đã mang đến cho quần chúng những bệnh truyền nhiễm như tiết lỵ và thương hàn, là trận lụt chết chóc nhất trong lịch sử loài người được biết đến. Chính sau trận lụt năm 1931, chính phủ Trung Quốc mới nhận ra tầm quan trọng của hệ thống quản lý thiên tai, sau đó đã thiết lập hệ thống quản lý thiên tai hiệu quả để đối phó với bất kỳ thảm họa thiên nhiên nào.
Lũ sông Hoàng Hà, Trung Quốc năm 1938. Trận lụt sông Hoàng Hà năm 1938 đã giết chết khoảng 800.000 người ở Trung Quốc. Đáng nói, lũ lụt được tạo ra một cách nhân tạo bởi chính phủ quốc dân Trung Quốc trong cuộc chiến tranh Trung-Nhật lần thứ hai. Các lực lượng Nhật Bản đang chuyển quân và chính phủ Trung Quốc muốn ngăn chặn họ. Vì vậy, họ đã phá hủy các con đê trên sông Hoàng Hà để nước chảy tự do qua các tỉnh khác nhau. Thật không may cho dân Trung Quốc, quân Nhật đã vượt ra khỏi tầm bị ảnh hưởng của trận lụt. Hầu hết các nạn nhân của trận lụt đều là người Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc đã phủ nhận sự liên đới của họ trong trận lụt cho đến khi Nhật Bản chấp nhận thất bại vào năm 1945. Sống chung với lũ cạnh Hồ Bà Dương, dân than, đê như miếng đậu phụ. Những cơn mưa chút xuống dữ dội, điện đã bị cúp nhưng bà Zhang Meifeng sống cạnh Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, nhất định không chịu rời khỏi nhà đi tránh trú. Con trai bà Zhang liên tục gọi về nhà giục mẹ bỏ của chạy lấy người khi báo chí đưa tin nước Hồ Bà Dương liên tục dâng cao. Nhiều ngôi nhà cao 3-4 tầng ở huyện Bà Dương, Giang Tây đã bị đổ sụp khi đê vỡ. Nước lũ tràn vào nuốt chửng những ngôi làng và đồng ruộng. Đây được xem là trận lũ tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ ở Trung Quốc. Hàng triệu người phải sơ tán, 28.000 ngôi nhà bị phá hủy bởi dòng nước lũ và 141 người chết hoặc mất tích. Khi nước ngập toàn bộ tầng 1 của ngôi nhà, bà Yang Mengfeng, 67 tuổi, vẫn nhất định không muốn rời đi. Đây là ngôi nhà xây bằng tiền tích góp suốt 20 năm qua của gia đình bà Zhang. Chồng bà làm thợ mộc ở Chiết Giang, còn con trai thì bán hàng ở Hải Nam. Chúng tôi kiếm được rất ít tiền, ngậm đắng nuốt cay bao năm mới xây được ngôi nhà này. Tiền kiếm được ít nên tiết kiệm cũng khổ sở lắm, bà Yang kể. Thành quả suốt nửa đời người của gia đình bà Zhang là ngôi nhà khá khang trang cao 3,5 tầng. Bên trong nhà là cầu thang xoắn ốc, nội thất gỗ và đèn chùm. Họ đã chi khoảng 10.000 đô la Mỹ để xây căn nhà này và vẫn còn nợ chút đỉnh. Mẹ không đi đâu, mẹ muốn ở lại trong nhà, bà Zhang nói với cậu con trai đang sốt ruột gọi về từ Hải Nam. Bà Zhang khó khăn lắm mới bê được chiếc TV và những đồ có giá trị khác trong nhà lên lầu khi nước lũ ập đến. Con rể bà Zhang treo thuyền đến đón mẹ đến nơi sơ tán. Tuy nhiên, chỉ mấy ngày sau, bà lại khăng khăng đòi về, mang theo một thùng bánh bao và nước uống. Ở những ngôi làng bị ngập lụt khi nước lũ tràn vào do vỡ đê ở huyện Bà Dương, nơi có hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, nhiều đội cứu hộ đang cố gắng hỗ trợ người dân. Bà Zhang về nhà trên thuyền cùng con rể và hai tình nguyện viên làm công tác cứu hộ. Xung quanh họ là biển nước mênh mông. Cúi xuống mau, hai tình nguyện viên kêu lên khi chiếc thuyền đi qua đường dây điện cách mặt nước chưa đầy 1 mét. Gần đó, một ngôi nhà cao tầng đổ nghiêng xuống nước khoảng 45 độ. Khi chiếc thuyền đến nơi, bà Zhang leo lên tầng 3 của ngôi nhà vào một căn gác nhỏ và nhét thứ gì đó vào ví. Mẹ vợ tôi còn cất vài nghìn tệ ở trong nhà. Bà mất ngủ suốt mấy ngày nay khi nghĩ về số tiền, con rể bà Zhang thì thầm với hai nhân viên cứu hộ. Hầu hết người dân còn lại ở Bà Dương là người già và trẻ nhỏ. Những người trong độ tuổi lao động đều bỏ lên các thành phố lớn để kiếm tiền. Họ về thăm nhà mỗi năm mỗi lần vào dịp Tết Nguyên đán. Nước lũ dâng cao khiến không ít người ở Bà Dương nhớ lại trận Hồng Thủy kinh hoàng khiến hơn 4.000 người chết năm 1998. Năm đó, bà Zhang ở một mình với hai con, chồng thì đi làm xa, dân làng phải sơ tán, ở tạm dưới lán lợp bạt nhựa cùng bò và lợn. Kể từ sau năm 1998, Trung Quốc đã có nhiều cải thiện tích cực về công tác phòng chống lũ lụt. Nhưng năm nay, người dân quanh Hồ Bà Dương lại phải thấp thỏm khi mực nước trong hồ đã dâng cao hơn 3 mét so với mực nước năm 1998. Mới đây, một đoạn video cho thấy Hồ Bà Dương đã bị vỡ một đoạn đê ngắn. Người dân sống quanh Hồ Bà Dương đổ lỗi cho chính quyền địa phương đã thiếu trách nhiệm trong việc rà soát đê điều. Cách nhà bà Giang không xa, ông Sheng, một nông dân ở Bà Dương cho biết 330 mẫu ruộng của gia đình ông đã bị ngập nước. Ông Sheng nói rằng năm ngoái có một con đê vỡ ở huyện Bà Dương nhưng đang được vá thì không hiểu sao lại bị bỏ dở. Nhiều người phải chịu trách nhiệm về việc này. Những con đê đáng lẽ đã không vỡ, đê ở huyện này chẳng khác gì miếng đậu phụ. Ông Sheng bức xúc. Trước đó, tờ Tân Hoa Xã cũng chỉ ra nhiều thiếu sót trong việc rà soát, kiểm tra, gia cố và bảo vệ đê điều ở Hồ Bà Dương trong mùa lũ lịch sử năm nay. Giang Tây là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt nặng nhất ở Trung Quốc sau khi để xảy ra tình trạng vỡ đê hàng loạt. Ông Sheng nói thêm rằng, chính quyền địa phương đã thúc giục người dân gieo trồng sớm hoa màu trong vụ mùa năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Tuy nhiên, khi nước lũ tràn về, nhiều diện tích hoa màu xem như mất trắng. Một số người được sơ tán trong một ngôi trường cấp 2 ở huyện Bà Dương cho biết, mỗi khi đêm xuống, họ sẽ cử người đi canh đê, bắt cá hoặc trông nhà. Một số gia đình đã bị mất cắp điều hòa khi đi sơ tán. Đáng lẽ không nên xây nhà sát bờ đê. Wang Goxin, 51 tuổi, một người sống cùng gia đình trong khu sơ tán ở ngôi trường cấp 2 trầm ngâm. Sơn Tây là tỉnh sản xuất than lớn nhất Trung Quốc, gần đây đã phải hứng chịu những trận mưa lớn liên tiếp trong nhiều ngày qua, đã buộc phải tạm dừng hoạt động tại các hầm mỏ và nhà máy hóa chất do mưa lũ. Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt năng lượng dẫn đến cắt điện. Chính phủ đã và đang hạn chế việc sử dụng điện tại các cảng và nhà máy, đồng thời cắt điện trên diện rộng ở nhiều khu vực dân cư. Nguồn cung than không đủ và giá than tăng cao, việc đóng cửa các mỏ than ở Sơn Tây được cho là sẽ khiến cuộc khủng hoảng năng lượng của Trung Quốc trở nên tồi tệ. Kể từ ngày đầu tháng, tỉnh Sơn Tây đã có mưa trong nhiều ngày và chính quyền địa phương đã liên tiếp đưa ra cảnh báo rủi ro khí tượng đối với các thảm họa địa chất và núi lửa và cảnh báo màu xanh lam trong mưa lớn. Tính đến 10 giờ ngày hôm nay, gần 30 hồ chứa trên địa bàn tỉnh đã vượt mực nước an toàn, 15.000 người phải di rời, 35 mỏ than, 110 mỏ phi than, 12 công ty hóa chất nguy hại và 231 công trình đang được xây dựng đã bị đình chỉ. Một số di tích cổ đứng trước nguy cơ lớn bị ngập úng hoàn toàn. Văn phòng Sở Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về thảm họa địa chất lớn tỉnh Sơn Tây vừa phát đi thông báo cho biết do lượng mưa lớn tính đến ngày hôm nay, các thành phố Jihong, Luvang và Lifan đã liên tiếp xảy ra các thảm họa địa chất như sạt lở đất, gây thương vong. Sau khi tham khảo ý kiến của các quan chức, nó đã được quyết định bắt đầu ứng phó khẩn cấp thảm họa địa chất cấp độ 2. Năm nay, Sơn Tây đã trở thành tỉnh thứ hai của Trung Quốc trong lịch sử, với sản lượng hàng năm hơn 1 tỷ tấn sau Nội Mông. Sản lượng than của Sơn Tây và Nội Mông năm nay lần lượt là 1,263 tỷ tấn và 1,101 tỷ tấn, chiếm 53,7% tổng sản lượng của Trung Quốc. Lũ lụt ở Sơn Tây đã ảnh hưởng đến hơn 1,9 triệu người trong vài ngày qua, khiến 62 mỏ than phải đóng cửa tại một thời điểm. Vì 70% sản lượng điện của Trung Quốc đến từ sản xuất nhiệt điện, nên các mỏ than đã trở thành một mặt hàng rất quan trọng. Trước đây, Trung Quốc đã giảm sản lượng khai thác than để giảm lượng khí thải carbon. Nhưng do cuộc khủng hoảng cắt giảm điện năng, hiện Trung Quốc đòi hỏi nỗ lực toàn lực để tăng sản lượng. Sơn Tây sản xuất 1/3 tổng số mỏ than ở Trung Quốc. Do tình trạng tiết kiệm điện, một số lượng lớn doanh nghiệp buộc phải cắt điện vào cuối tháng 9 và các biện pháp cắt giảm điện khác, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Điểm mấu chốt của việc phân bổ điện này nằm ở việc Ủy ban Cải cách và Phát triển Trung ương Trung Quốc đã chỉ định 10 tỉnh vào tháng 8 để giảm tiêu thụ điện không đạt tiêu chuẩn. Và chính quyền địa phương đã thực hiện các biện pháp cực đoan để cắt điện và cắt điện để đáp ứng các tiêu chuẩn ngay lập tức, khu vực duy nhất ở Trung Quốc hạn chế cấp điện cho người dân. Mưa lớn ở Hồ Nam khiến 15 người chết, 7 người mất liên lạc và 1,89 triệu người bị ảnh hưởng. Tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc mưa liên tục từ cuối tháng vừa qua và từ mấy ngày qua, trận mưa lớn nhất và dài nhất trong năm nay đã xảy ra. Tính đến ngày hôm nay, ít nhất 15 người thiệt mạng và 7 người mất liên lạc. Số nạn nhân lên tới 1,89 triệu người và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 4,274 tỷ nhân dân tệ, khoảng 18,9 tỷ đô. Theo thông cáo báo chí từ chính quyền tỉnh Hồ Nam, đợt mưa này gần như lan rộng ra toàn tỉnh với lượng mưa trung bình là 97,9mm, với đỉnh điểm là 189,7mm. Ở Jiangxi Tuya và Mio Atomuot Prefecture, Cục Khí tượng tỉnh Hồ Nam chỉ ra rằng bắt đầu từ tháng 6, Hồ Nam đạt 180,7mm, gần gấp đôi so với các năm trước. Các nhà chức trách đã phát động công tác kiểm soát lũ lụt và kích hoạt cơ chế cảnh báo sớm thiên tai. Tính đến ngày hôm nay, tổng cộng 296.000 người đã được sơ tán. Theo dự báo thời tiết, lượng mưa ở tỉnh Hồ Nam đã tạnh ráo. Trong 2 tuần tới, lượng mưa sẽ nhiều hơn ở phía Nam và ít hơn ở phía Bắc. Mưa Meiyu tấn công vào 18 quận và thành phố ở Đài Loan đã ban hành cảnh báo đặc biệt về mưa lớn. Lượng mưa tức thời cũng gây ra nhiều thảm họa ở quận Meoli và chiều nay và lở núi đã xảy ra. Một tảng đá đã sụp đổ từ bức tường núi ở phía đông tuyến công quan Sang Tai 72. Tuyến 126 ở thị trấn Chowa cũng bị sập nghiêm trọng. Tuyến 124B ở Miao cũng bị mưa lớn cuốn trôi. Chính quyền quận Meoli và cảnh sát cũng nhắc nhở người dân cẩn thận khi lên núi. Cảnh sát cho biết, cách tuyến 72 Công Quan Tai ở huyện Miaoli theo hướng Dahu 27,4 km về phía đông vào khoảng 4 giờ chiều nay, một vụ sạt lở đất bất ngờ xảy ra khiến giao thông một chiều bị gián đoạn, đơn vị tháo dỡ chướng ngại vật.
tại km 2530-126 County Road, Chou Township, Miaoli County, cũng xảy ra một vụ sập nghiêm trọng vào khoảng trưa nay. Một lượng lớn đất đá từ trên dốc rơi xuống khiến giao thông hai chiều bị gián đoạn. Ngoài ra, tuyến Miao 124B cách 6,6 km đường bên ngoài Nan Juang, Linh Juang do mưa quá nhiều làm sạt lở dốc đất đá. Dòng bùn chảy róc rách trộn lẫn với đất đá, cây cối, rừng tre đổ rạp trên đường và ngay cả đèn đường cũng bị cuốn trôi. Cảnh sát lập tức đóng đường và tiến hành kiểm soát giao thông sau khi được trình báo. Trận động đất 9,18 độ Richter, 417 trường học ở Đài Loan bị hư hại và thiệt hại ước tính khoảng hơn 63,01 triệu nhân dân tệ. Cao Hùng có nhiều nhất là 93 trường học. Các trận động đất mạnh trong nhiều ngày qua đã gây ra các vết nứt trên tường và sập trần ở nhiều trường học trên khắp Đài Loan. Theo thống kê của Bộ Giáo dục, có tổng cộng 417 trường học bị ảnh hưởng bởi thảm họa và ước tính thiệt hại khoảng 63,01 triệu nhân dân tệ. Thiệt hại chủ yếu ở phía Nam và phía Đông, trong đó Cao Hùng nhiều nhất là 93 trường học, tiếp theo là Hoa Liên và Đài Đông. Theo Bộ Giáo dục, tính đến 3 giờ chiều ngày hôm qua, có tổng cộng 417 trường học bị ảnh hưởng bởi trận động đất, bao gồm 93 trường ở thành phố Cao Hùng, 46 trường ở huyện Hoa Liên, 43 trường ở huyện Đài Đông, 36 trường ở Tân Thành, phố Đài Bắc, 27 trường ở thành phố Đài Bắc, 24 trường ở thành phố Đài Nam, 19 trường ở quận Bình Đông, 18 trường ở thành phố Đài Trung, 18 trường ở quận Gia Nghĩa, 17 trường ở quận Miaoli, 15 trường ở thành phố Đào Viên, 14 trường ở quận Tân Trúc, 13 trường ở quận Vân Lâm, 12 trường ở quận Nam Đầu, 9 trường ở quận Trường Hoa, 6 trường ở quận Gia Lan, 5 trường ở thành phố Tân Trúc, 1 trường ở thành phố Keelung và quận Phèn Hu. Theo báo cáo thống kê về thiệt hại do thiên tai đối với trường học các cấp trong động đất 9,18 độ Richter, ước tính thiệt hại ban đầu là hơn 63,01 triệu nhân dân tệ. Nếu chia số lượng thiệt hại cho các quận và thành phố thì khoảng 14 triệu nhân dân tệ trong huyện Đài Đông và khoảng 10,54 triệu nhân dân tệ ở thành phố Cao Hùng. Xếp thứ 3 là huyện Bình Đông với khoảng gần 6,9 triệu nhân dân tệ. Ba trường học bị thiệt hại do thiên tai hàng đầu ở tất cả các cấp ở Đài Loan là Công nghiệp và Thương mại Quốc gia Kansan, huyện Đài Đông, với thiệt hại do thiên tai là 7,95 triệu nhân dân tệ. Trường Trung học Quốc gia Gia Lan, huyện Gia Lan, với thiệt hại thiên tai là 6,3 triệu nhân dân tệ. Trường Tiểu học Nam Hưng, huyện Gia Nghĩa, với thiệt hại do thiên tai là 336 triệu. Cục Thương mại và Công nghiệp Quốc phòng Wansan của huyện Đài Đông chịu thiệt hại nặng nề nhất. Trận động đất đã gây ra thiệt hại cho các thiết bị máy tính, tường của các tòa nhà trong khuôn viên bị nứt nghiêm trọng và trần nhà bị sập. Hơn nữa, tại trường Trung học Quốc gia Gia Lan ở huyện Nghi Lan, trần nhà của trung tâm hoạt động đã bị đổ, tấm che nắng bị vỡ và ngay cả sân bóng rổ cũng có vết nứt trên mặt đất. Trường Tiểu học Nam Hưng ở huyện Gia Nghĩa xếp thứ 3, dầm cột và tường của một số phòng học và tòa nhà văn phòng bị nứt, hàng rào phía Tây bị nứt. Bộ Giáo dục cho biết số tiền trên chỉ là ước tính sơ bộ và với các báo cáo tiếp theo về khắc phục hậu quả thiên tai, con số thiệt hại sau thiên tai có thể tăng thêm. Khi khắc phục hậu quả sau thảm họa, các trường có thể điền vào hệ thống an ninh trường học của Bộ Giáo dục theo số lượng đánh giá chính xác sẽ được cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền kiểm tra và xác nhận, báo cáo với nhân dân điều hành. Bộ Giáo dục cũng chỉ ra rằng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc báo cáo thiệt hại do thiên tai của các trường học trên cả nước, Trung tâm An toàn Trường học của Bộ Giáo dục đã mở hệ thống thông báo về thiệt hại do thiên tai và đình chỉ học và có thể báo cáo bất cứ lúc nào. Tòa nhà Hualien Yuli bị sập, cầu bị vỡ và bị phá hủy. Vào ngày hôm qua, tòa nhà cửa hàng tiện lợi ở thị trấn Yuli, Hoa Liên bị sập do động đất. Thống đốc huyện Hoa Liên Su Wen Sen và nhà lập pháp Phu Khung Khi cũng đã đến thăm địa điểm này vào ngày hôm nay. Su Chen Wei cho biết đã được sự đồng ý của chủ sở hữu và công việc phá rỡ sẽ hoàn thành trong ngày hôm nay và con đường ở giao lộ sẽ được trải nhựa lại. Cần phải điều tra thêm xác định xem tòa nhà có liên quan đến việc xây dựng bất hợp pháp và có nguy cơ bị lão hóa hay không. Su Chen Wei nói rằng tòa nhà bị sập là một tòa nhà 3 tầng rưỡi đã được sự đồng ý của chủ sở hữu, công việc phá rỡ sẽ hoàn thành trong ngày hôm nay và những con đường bị ảnh hưởng gần đó cũng sẽ được trải nhựa lại. Hy vọng để khôi phục lại diện mạo của thị trấn Yuli càng sớm càng tốt, cho phép người dân tiếp tục cuộc sống hàng ngày của họ. Về việc liệu tòa nhà có vi phạm pháp luật hay nguy hiểm cho người già hay không, điều đó vẫn còn được làm rõ. Su Jianwei cũng cho biết hiện tại cầu Gao Liao và cầu Lutian đã bị hỏng, thậm chí cầu Trang Phu cũng rất nguy hiểm và đây là những con đường giao thông quan trọng cho mọi người đi lại vào các ngày trong tuần. Bộ Giao thông Vận tải và các đơn vị có thể đến hiện trường sớm nhất để hỗ trợ phá rỡ, xây dựng lại nếu không có thể ảnh hưởng đến an toàn đường dân sinh và khiến các ngành công nghiệp địa phương gặp khó khăn. Về 60 ngọn núi đá và ngọn núi Chi Khe bị thiệt hại nặng nề do thảm họa,
Su Jianwei cho biết văn phòng thị trấn và tổng cục đường cao tốc hiện đã cử máy móc hạng nặng vào và tiếp tục di chuyển. Cảm ơn các homestay và nhà dân địa phương đã giải phóng không gian. Ngoài ra, Lin Junting, tránh thanh tra văn phòng công tố quận Hoa Liên, chỉ ra rằng văn phòng công tố quận đã giao cho các công tố viên đặc biệt tìm kiếm và điều tra thiệt hại đối với các cơ sở công cộng do trận động đất gây ra, đồng thời liên hệ với các đơn vị liên quan để bảo quản bằng chứng làm rõ nhiệm vụ. Theo Sở Quản lý Khẩn cấp tỉnh Từ Xuyên, động đất làm rung chuyển cả một thành phố, nhà cửa sập và hàng nghìn người bị mắc kẹt trong hẻm núi sâu, nơi xảy ra trận động đất 8,1 độ Richter ở Lude, Từ Xuyên. Dư chấn vẫn đang tiếp tục, trời đổ mưa to, đất đá ngổn ngang. Tính đến 8 giờ 30 phút ngày hôm qua, 19 người vẫn mất tích và hơn 60 người bị thương. Một số tòa nhà ở Thành Đô, thủ phủ tỉnh Từ Xuyên, cách tâm chấn khoảng 220 km. Xuất hiện những vết nứt lớn ở giữa, một số cư dân cho biết họ đã nhìn thấy các tòa nhà bị đổ nghiêng. Hơn 1.700 nhân viên cứu hộ cùng các trang thiết bị cứu hộ hiện đại nhất đã được nhà chức trách Trung Quốc huy động. Trên bộ, các đội cứu hộ của Quân Giải phóng Nhân dân và lực lượng cảnh sát vũ trang, chữa cháy, công an, giao thông, y tế, hỗ trợ thông tin liên lạc đã vượt sông núi tiến quân dũng cảm. Trên không, máy bay không người lái và máy bay trực thăng bay qua bay lại để phát hiện nguy hiểm, vận chuyển người bị thương và tiếp tế cứu hộ. Trên sông, tàu cao tốc xuồng xung kích cưỡi sóng gió để tiến vào hòn đảo biệt lập đang bị kẹt. Vào tuần trước, gần thị trấn Moshi, huyện Lude, tỉnh Gansu, tỉnh Tứ Xuyên, các nhân viên từ cầu đường Tứ Xuyên đang sửa chữa con đường dẫn đến khu thắng cảnh Haliku. Theo Tân Hoa Xã đưa tin, cách tâm chấn của thị trấn Moshi khoảng 4 km. Chen Zikai, bác sĩ cấp cứu tại bệnh viện chỉnh hình Tứ Xuyên, đã hét lên khi thấy con đường phía trước bị chặn hoàn toàn bởi một trận lở đất. Sau đó, không do dự, anh dẫn 5 thành viên trong nhóm ra khỏi xe và đi bộ về phía tâm chấn. Sau khi vượt đèo Yaya Terrier ở độ cao gần 4.000m trong một đêm, cuối cùng họ cũng đến được Bệnh viện Nhân dân khu thắng cảnh Haliku, thị trấn Moshi. Các trang thiết bị y tế của bệnh viện bị hư hỏng nặng, cơ bản bị tê liệt. Chen Zikai và các thành viên trong nhóm của anh ấy nhanh chóng bắt đầu điều trị cho những người bị thương bằng thiết bị y tế mang theo. Một đội cứu hộ khác cũng lần đầu tiên đi bộ tới tâm chấn. Cách thị trấn Moshi không xa, những tảng đá chắn ngang đường cứu hộ của máy xúc và một số người dân địa phương bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Trước tình hình nguy cấp đó, hơn 240 cảnh sát đặc nhiệm của tỉnh Gansu khi đến giải cứu đã không ngần ngại vào làng để tận tay khai quật đống đổ nát. 1, 2, 3, tay đeo găng, dùng tay nâng đá, dùng sẻng đào đất. Cuối cùng cũng giải cứu được những khối đất đá và đã tìm thấy những người bị vùi lấp. Không quan trọng nếu tay bạn bị mòn, miễn là bạn có thể giải cứu những người bị mắc kẹt. Lu Yantao, người đứng đầu lữ đoàn thứ 2 của đội cảnh sát đặc biệt thuộc Sở Công an tỉnh Gansu khẳng định chắc nịch. Tính đến 8 giờ 2 ngày sau đó, hơn 10.000 lực lượng cứu hộ, hơn 12.000 bộ trang thiết bị, 9 máy bay trực thăng các cấp, các địa phương đã được điều động. Lực lượng cứu hỏa đã giải cứu 286 người bị mắc kẹt và sơ tán 4.866 người. Các cán bộ chiến sĩ của lực lượng đóng quân tại Tứ Xuyên đã hỗ trợ di chuyển 5.995 người. Hai ngày sau, gần thị trấn Moshi, huyện Lude, tỉnh Gansu, tỉnh Tứ Xuyên, lực lượng cứu hộ đã đứng trên một cây cầu dựng tạm để chuyển vật liệu sinh hoạt cho dân làng bên kia sông. Tại làng Mojiku, thị trấn Moshi, hạt Lude, đối mặt với những thác gành dưới chân họ và những người bị thương và bị ảnh hưởng lo lắng bên kia sông, các cảnh sát thuộc đội cảnh sát đặc biệt của Sở Công an tỉnh Gansu đã xây dựng một kênh sinh mạng bằng những thân cây và dùng dây thừng để nhanh chóng chuyển những người bị mắc kẹt. Dù rất sợ nhưng tôi không có thời gian để chần chừ, những người bị thương ở phía bên kia đang đợi. Chu Den Quang Kyu, một cảnh sát tham gia cuộc giải cứu cho biết, các kênh cứu nạn bị phong tỏa nhiều nơi. Để cứu người trong cuộc chạy đua với thời gian, các cuộc giải cứu tương tự liên tục được huy động lên phía trên những ngọn núi dốc với độ cao trung bình gần 3.000m. Một bức tranh giải cứu cuộc sống đầu tiên và dũng cảm tiến lên để cứu mạng người được hé lộ dưới chân núi Gong Ga và bên sông Dadu. Đội quân sắt không quân lao đến tâm chấn của hòn đảo bị cô lập. Vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm đó, một UAV Wing Long 2 do Cục Quản lý Khẩn cấp điều động đã cất cánh từ căn cứ Asun ở Quý Châu và đi thẳng đến khu vực động đất để tiến hành trinh sát chặt chẽ các thảm họa địa chất như hồ đập và lở đất trong khu vực động đất, đảm bảo thông tin liên lạc khẩn cấp cho lực lượng cứu hộ. Trên bầu trời phía trên khu vực bị động đất, máy bay không người lái bọ cạp hai đuôi và máy bay không người lái cứu hộ khẩn cấp Wing Long 2H đã được điều động nhiều vòng để xây dựng mạng lưới liên lạc khẩn cấp trên không, gửi lại hiện trường thảm họa trong thời gian thực. Hỗ trợ trung tâm chỉ huy trong việc lập lịch và phục vụ đội cứu hộ, lắp ráp và cứu hộ để cung cấp thiết bị bảo vệ.
nhìn kìa, vẫn còn người ở đây. Lúc 9 giờ 5 phút sáng ngày hôm sau, tại trụ sở tuyến đầu trận động đất, các nhân viên tìm kiếm và cứu nạn đã tìm thấy hai người sống sót tại khu vực vịnh phía đông của hạt Dude thông qua hình ảnh thực thời gian được gửi lại bằng máy bay không người lái. Đội bay không người lái nhanh chóng liên lạc với những người sống sót thông qua loa phóng thanh và yêu cầu họ thiết lập các biển báo nổi bật trong khu vực an toàn để tiết kiệm thể lực và chờ đợi được giải cứu. Đồng thời, thông tin liên quan về hiện trường được đẩy lên không trung cho đội giải cứu. Ngay sau đó, hai người sống sót đã được giải cứu thành công. Mạng lưới thông tin bị chia cắt, mất điện và đường cũng bị cắt. Trận động đất đã biến thị trấn Khao Khe ở quận Siem Mean thành một hòn đảo biệt lập. Lực lượng cứu hộ chỉ có thể tiếp cận thị trấn Quang Gang Ping bằng đường thủy, sau đó đi bộ từ 6 giờ đến 8 giờ. Lúc này, dư chấn liên tục xảy ra, tiếp tế thiếu hụt, người bị thương bị mắc kẹt trong đêm mưa lạnh. Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành một cách khẩn trương. Chẳng bao lâu sau, sân vận động Hip Top của trường trung học cơ sở quận Siem Mean đã được mở ra như một điểm cất và hạ cánh tạm thời cho các máy bay trực thăng của dịch vụ cứu hộ hàng không quận Siem Mean để hỗ trợ cho lực lượng không quân hùng hậu. Khi máy bay trực thăng tiếp tục cất và hạ cánh, những người bị thương và mắc kẹt đã được vận chuyển. Vào ngày hôm sau, những người bị mắc kẹt đầu tiên được sơ tán bằng trực thăng từ Haligu đến thị trấn Mosi Hạt Dude. Vào sáng sớm, phóng viên đáp trực thăng từ huyện Siem Mean đến thị trấn Khao Khe từ trạm kiểm lâm China Southern Airlines trong khoang chứa đầy mì gói và lều cứu trợ thiên tai. Cơ trưởng Subor có hơn 30 năm kinh nghiệm bay nói với các phóng viên rằng cuộc giải cứu đang chạy đua với thời gian, bay từ quận Siem Mean đến thị trấn Khao Khe mất khoảng 20 phút rất nhanh. Ngay ngày xảy ra trận động đất, chiếc máy bay chở 8 người bị thương nặng rời thị trấn Khao Khe. Đèn trong bệnh viện không bị tắt và tất cả nhân viên đang túc trực. Vào lúc 20 giờ 51 phút ngày hôm đó, với tiếng khóc lớn, một em bé đã chào đời. Đây là em bé động đất đầu tiên được sinh ra ở vùng bị ảnh hưởng sau trận động đất Dude. Bế đứa con sơ sinh trên tay, sản phụ 26 tuổi chị Thiểm và các nhân viên y tế có mặt không khỏi xót xa. Tai họa là không thể đoán trước, nhưng nhìn thấy đứa trẻ chào đời an toàn cũng khiến chúng tôi hy vọng và xúc động. Cô Sa, người đang hồi phục sức khỏe cho biết, luôn sẵn sàng ứng cứu. Sau trận động đất, Bệnh viện Nhân dân huyện Dude, tỉnh Gansu sáng rực cả đêm, đèn cảnh báo của xe cứu thương đậu ở cổng liên tục nhấp nháy, người bị thương liên tục được đưa đến. Việc can thiệp tâm lý tại khu tái định cư cũng đang được thực hiện đồng thời. Trận động đất hôm qua thật khủng khiếp, tôi đã mơ thấy cảnh tượng vào ban đêm khi tôi ngủ. Bạn hãy nhắm mắt lại, thư giãn và hít thở sâu. Vào mấy ngày sau đó, trong một căn lều tại khu tái định cư tạm thời của quảng trường văn hóa ở làng Haye, thị trấn Siem Mean, huyện Siem Mean, Quảng Đông, một nhà tâm lý học từ Bệnh viện Nhân dân số 4 của thành phố Yayan đang tiến hành một đối một đánh giá sức khỏe tâm thần của một đứa trẻ 7 tuổi. Sau khi được hướng dẫn, em đã thoải mái hơn, không còn bị chấn động tâm lý nữa. Lũ lụt thi thể nằm la liệt trên phố ở Trịnh Châu. Vừa qua, một trận lũ lụt hiếm gặp ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam đã cướp đi sinh mạng của nhiều người. Sau khi lũ rút, đường xá bừa bãi ngổn ngang hệt như khung cảnh của ngày tận thế. Từ những đoạn video đăng tải trên mạng, có thể thấy xác nạn nhân nằm la liệt trên đường phố. Chính quyền Hà Nam đưa tin có 25 người thiệt mạng và 7 người mất tích trong trận mưa lớn, trong đó có 12 người tử vong trên tuyến tàu điện ngầm số 5. Tuy nhiên, theo bản tin của đài RFA cho biết, có ít nhất 20 người thiệt mạng trên chuyến tàu số 5 và nhiều người mất tích. Hiện tại, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang tiếp tục bùng phát trở lại và lây lan mạnh ở Trung Quốc. Lại thêm trận lũ lớn ở Hà Nam càng khiến người dân lo lắng, chưa hết lũ lụt đã lại đến dịch bệnh. Trước khi thảm họa xảy ra, cơ quan chức năng đã không kịp thời cảnh báo, cũng không áp dụng biện pháp ứng cứu hiệu quả khi thiên tai xảy ra. Do đó, người dân chỉ có thể tự tổ chức cứu nạn khẩn cấp. Sau trận lũ, lực lượng cứu hộ dân sự đã sử dụng các công cụ thô sơ đơn giản để tìm kiếm qua một số lượng lớn ô tô bị ngâm trong nước và cố gắng tìm những tài xế còn tia hy vọng sống sót. Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi, một thành phố rộng lớn như Trịnh Châu làm sao có thể tan hoang như vậy chỉ sau một trận mưa lớn? Với lưu lượng nước lớn và chảy xiết như vậy, nếu không phải do vỡ bờ, vỡ đập thì chính là do hồ chứa ở thượng nguồn lại bất ngờ xả lũ, chính là tai họa do con người gây nên, xả lũ quá bất ngờ. Cơ quan phòng chống thiên tai của Trịnh Châu đã đăng thông báo vào lúc 1 giờ 30 phút sáng ngày hôm sau trên Weibo, nói rằng sẽ xả lũ lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày hôm qua. Tuy nhiên, tính đến 21 giờ 34 phút, mực nước của hồ chứa Thường Trang là 130,54m, cao hơn mực nước giới hạn của lũ là 3,05m, đã giảm 70cm so với mực nước cao nhất ngày hôm đó. Đài RFA đưa tin, nhiều người đặt câu hỏi tại sao cơ quan chức năng xả lũ vào buổi sáng nhưng mãi đến khuya mới thông báo.
Bà Vương, một cư dân ở Trịnh Châu nói rằng chính quyền đã không đưa ra cảnh báo sớm trước khi xả lũ, khiến tàu điện ngầm vẫn hoạt động như bình thường. Do đó mới gây ra nhiều thương vong như vậy. Bà Vương cho biết vào lúc 5 hoặc 6 giờ tối ngày hôm đó, mực nước đột nhiên tăng lên. Điều này hơi lạ vì mưa lớn sẽ khiến mực nước dần dần tăng lên chứ không dâng cao một cách đột ngột chỉ trong một tiếng đồng hồ. Nhiều người đã không chút chuẩn bị và ngay cả tàu điện ngầm cũng không bị đình chỉ. Còn có video người dân Trịnh Châu quay lại vào trưa ngày hôm đó. Tại sao trung tâm thành phố chỉ trong nửa tiếng đồng hồ, toàn bộ con đường bất ngờ bị sập, chứng tỏ lũ không phải do mưa lớn kéo dài nhiều ngày mà là do đột ngột xả lũ. Một số cư dân mạng than thở, mọi người ở Trịnh Châu đang khóc than, đang gào thét và tuyệt vọng. Một cơn lốc xoáy bất ngờ xảy ra vào sáng nay tại Trung Quốc khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng ngàn ngôi nhà bị thổi bay. Cũng theo thông tin mới nhất trên báo Thanh Niên, từ khi bắt đầu tấn công thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào ngày hôm vừa qua, thì cơn bão số 4 đã gây ra những trận mưa như trút nước cuồng phong với sức gió lên đến 65 m/giây. Các chuyên gia khí tượng thủy văn Quảng Đông nhận định đây là lần đầu tiên xuất hiện gió giật cấp 19 ở khu vực này. Không dừng lại ở đó, cơn bão số 4 đã khiến 20 người khác mất tích tính từ tối ngày hôm qua. Tất cả các nạn nhân mất tích đều là ngư dân đang ra khơi. Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, hàng chục ngàn người phải sơ tán. Trước tình hình bão hoành hành gây thiệt hại nghiêm trọng cả về người và của, cơ quan cứu trợ lũ lụt và hạn hán của Quảng Đông đã nâng mức độ phản ứng khẩn cấp trước bão lũ lên cấp 4, cấp cao nhất. Đồng thời, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia của Trung Quốc dự báo rằng cơn bão có thể gây mưa lớn đến 300 mm trong ngày hôm nay tại một số khu vực trong tỉnh Quảng Đông. Đáng lo ngại, cơn bão số 4 đổ bộ vào Quảng Đông trùng với dịp nghỉ lễ ở Trung Quốc khiến hàng ngàn du khách bị mắc kẹt trên đảo Hải Nam. Tính đến thời điểm này, đã có khoảng 60 chuyến bay bị hoãn ở Hải Nam. Bên cạnh đó, tại Philippines, nơi mà bão số 3 đổ bộ từ hôm thứ Năm tuần trước khi tấn công vào Trung Quốc cũng gây thiệt hại nghiêm trọng. Theo tin mới cập nhật từ cơ quan chức năng Philippines, đến thời điểm này vẫn còn 35 người dân đang mất tích. Thưa quý vị, trước đây, Hoa Kỳ luôn được biết đến là một quốc gia hứng chịu nhiều trận bòi rồng nhất trên hành tinh, thì có lẽ giờ đây vị trí đó đã bị Trung Quốc xoán ngôi. Bên cạnh những trận thiên tai như lũ lụt, mưa đá cứ đến rồi đi liên tục, thì gần đây lại có hàng trăm trận vòi rồng với sức tàn phá khủng khiếp, bán kính trải dài khắp cả khu vực miền Tây Trung Quốc. Từ Vân Nam đến Cam Túc, những trận vòi rồng đi qua đã gần như nuốt trọn mọi thứ. Cảnh tượng tan hoang khiến cho người dân sinh sống tại các khu vực này lao đao, không có nơi để trú thân. Kèm theo đó là những cơn mưa dữ dội làm cho cảnh vật xung quanh tiêu điều, chẳng khác nào vừa bị Mỹ thả xuống cho vài quả bom nguyên tử. Thảm họa này trong tuần qua đã cướp đi ít nhất 171 sinh mạng vô tội, làm cho hàng trăm ngàn người bị thương nặng sau khi nó xé toạc một thành phố ở phía tây bắc của Trung Quốc, khiến nhân chứng tại đây hoảng sợ cho biết. Điển hình, nhiều video được người dân ghi lại những trận vòi rồng vào ngày hôm qua cho thấy cơn lốc xoáy quét qua một trung tâm thành phố sầm uất của tỉnh Vân Nam, khiến cho hàng loạt cây cối bị bật gốc. Thậm chí, những cây nhỏ vừa được trồng lại sau những thảm họa trước đó chưa kịp lớn. Nhiều cơ sở của các tòa nhà cao tầng, các bệnh viện bị vỡ tung, thậm chí các mái tôn cũng chuẩn bị thổi bay. Nhiều đồ vật bay lên trời sau đó rớt xuống giống như cơn mưa đá rơi trúng vào nhiều người tử vong hàng loạt. Bên cạnh đó thì nhiều xe hơi cũng bị lật đổ, ngổn ngang trên đường Tân Thành như ngày tận thế. Theo nguồn tin truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, trên những mái của tòa nhà cũng bị phá hủy và những đường dây điện bị đánh sập ngổn ngang, nằm chồng chéo khi một cơn lốc giấy tấn công tại thành phố. Tuy một trận lốc xoáy chỉ kéo dài từ 30 đến 45 phút, nhưng nó đã làm thiệt hại nặng nề ở các khu vực mà đã đi qua. Với những đặc thù địa lý của khu vực, những luồng khí khô và lạnh thổi từ cao nguyên Tây Tạng xuống. Trên đường đi qua phía đông tới dãy núi và đồng cát gặp phải các khoảng không khí nóng ẩm thường chuyển động phía bắc, sinh ra một chuỗi các hiện tượng về khí quyển, rồi sản sinh ra các cơn lốc xoáy điên cuồng, không thể né tránh, ngăn cản hay che chắn. Các chuyên gia tại phòng thời tiết Cam Túc đang nghiên cứu nguyên nhân của cơn lốc xoáy, khi đây là một hiện tượng hiếm gặp trong khu vực. Ban đầu, lốc xoáy chỉ xuất hiện như đám mây và sau đó phát triển thành một cơn dông rồi trở thành cơn lốc điên cuồng. Thường từ rất mạnh hay siêu mạnh nên ở đâu có dữ dội thì ở đó có thể có lốc xoáy. Cũng có khi nó sinh ra từ một dải gió giật mạnh được gọi là đường tố hay một đường cơn bão, có thể cuốn theo rồi ném xuống một khoảng cách sau đó hoặc phá hủy mọi thứ, kể cả những tòa nhà xây kiên cố. Nên lốc xoáy cũng là hiện tượng khí tượng đặc biệt nguy hiểm, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nhưng nó đã khiến cho mái tôn của tòa nhà bị thổi bay và khiến cho cả khu vực mất điện và bầu trời trở nên đen kịt.
Được biết, lốc xoáy hay vòi rồng có những ống hút khổng lồ có thể cuốn sạch mọi thứ trên đường đi mà chúng gặp. Tuy nhiên, phần lốc xoáy được mây rồng hình thành một dạng đặc biệt là mây rồng tích điện, một đám mây có thể kéo dài trong vài giờ. Xoáy tròn trong vùng có đường kính từ 10 đến 16 km, di chuyển hàng trăm dặm và sinh ra vô số ống hút khổng lồ. Dù ở Trung Quốc không xảy ra thường xuyên, nhưng những cơn lốc xoáy trong một thập niên trở lại đây đã xuất hiện nhiều hơn tại các vùng Vũ Y và Thanh Hải, tập trung tới 1/3 các trận vòi rồng ở Trung Quốc. Và sau đây, chúng ta cùng đến bản tin thứ hai có trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, có một thông tin rất mới và rất hay liên quan trực tiếp đến thành phố Vũ Hán. Đó là mới đây nhất, Vũ Hán đã nâng mức cảnh báo lũ lên mức nguy hiểm chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ. Hệ thống xả lũ ở Vũ Hán ở trong tình trạng tê liệt hoặc bán tê liệt và toàn bộ thành phố lại một lần nữa chìm trong biển nước. Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, nâng mức ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ từ cấp 3 lên cấp 2 khi mưa lớn tiếp diễn và lũ lụt tăng cao. Mưa bão và lũ lụt trong lưu vực sông Dương Tử ở Trung Quốc vẫn đang tiếp tục kéo dài. Cục Tài nguyên nước thành phố Vũ Hán cho biết, từ 6 giờ 40 phút sáng qua, cấp độ ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ đã nâng lên từ cấp 3 lên cấp 2 và yêu cầu tất cả các đơn vị liên quan phải nỗ lực hết sức trong công tác phòng chống và cứu trợ thiên tai. Trước đó cũng có thông báo chính thức rằng từ 5 giờ chiều ngày hôm trước đó, cấp độ ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ tại Vũ Hán sẽ được nâng từ cấp 4 đến cấp 3 và cấp độ ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ sẽ tăng từ cấp 3 đến cấp 2. Người dân nơi đây đang sống lại những ngày tháng kinh hoàng của trận lũ năm 1998. Tại thời điểm này, thành phố này đã trở nên bi thảm, buồn hơn khi mà đây cũng chính là nơi xuất phát của dịch corona. Và trong những ngày vừa qua, dịch đã tái bùng phát trở lại, làm cho hàng triệu người dân lại phải xét nghiệm cưỡng chế để tìm chủng virus. Mưa lớn trút xuống thành phố Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc trong vài ngày qua với lượng mưa tối đa vượt 250mm. Theo dự báo của Bộ phận Khí tượng Thủy văn, ở Vũ Hán vẫn sẽ có mưa lớn, mực nước của Trường Giang, Hán Giang và các con sông nhỏ và vừa sẽ tiếp tục tăng và tình hình phòng chống lụt bão sẽ rất nghiêm trọng. Mưa lớn được dự báo sẽ vẫn tiếp diễn trong những ngày tới. Tình hình buộc cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán thông báo nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cấp 2, mức cao thứ 2 trong hệ thống ứng phó khẩn cấp lũ lụt 4 cấp của Trung Quốc. Vũ Hán là nơi COVID khởi phát cuối năm 2019 và là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do đại dịch ở Trung Quốc. Lũ lụt diễn ra sau khi dịch bệnh khiến giới chức lo ngại về vấn đề khắc phục kinh tế tại thủ đô ở Trung Quốc sẽ càng thêm khó khăn. Mưa lớn đã tàn phá nhiều khu vực ở Trung Quốc, ảnh hưởng đến hàng triệu người và gây thiệt hại kinh tế lớn. Một số tỉnh bao gồm Hồ Bắc, An Huy, Hà Nam vào sáng nay nâng mức ứng phó lũ lụt vì mưa lớn sẽ tiếp tục. Mực nước ở các sông, hồ, địa phương sẽ tiếp tục nâng cao. Cơ quan khí tượng tỉnh An Huy dự báo lũ quét có thể tàn phá nặng nề các thành phố, thị trấn như Hoàng Sơn, Kỳ Châu, Đồng Đăng, An Khánh, kêu gọi giới chức địa phương đưa ra thông báo cảnh báo sớm, sơ tán người dân để tránh thiệt hại bởi lũ quét. Trong khi đó, Hồ Bắc đã chứng kiến 6 đợt mưa lớn bắt đầu từ tháng 6 với lượng mưa trung bình toàn tỉnh đạt 487,4mm. Mực nước tại một số trạm thủy văn dọc sông Trường Giang đã vượt gần mức cảnh báo và mực nước tại một trong 5 hồ chứa lớn nhất ở Hồ Bắc đã cao hơn mức cảnh báo. Lượng mưa trung bình tại Trung Quốc trong tháng 6 vừa qua là 112,7mm, cao hơn 14,5% so với con số được ghi nhận hàng năm. Gần 60% địa phương ở miền Nam Trung Quốc đã gặp mưa dông lớn, với mức cảnh báo miền Nam Trung Quốc sẽ tiếp tục hứng chịu các trận mưa lớn đến hết tháng 7 này. Đập Tam Hiệp, tỉnh Hồ Bắc đã chứng kiến đợt lũ đầu tiên trong năm trên sông Trường Giang với lưu lượng 50.000 mét khối trên giây. Hôm qua, đài truyền hình CCTV công bố video Đập Tam Hiệp mở 3 cửa xả lũ để giảm bớt tác động đến vùng hạ lưu. Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, sau trận đại hồng thủy số 2 xuất hiện ở sông Trường Giang, đập Tam Hiệp đã mở 3 cửa xả lũ. Tuy nhiên, đỉnh lũ vẫn chưa đến và mực nước ở Tam Hiệp không giảm mà ngược lại vẫn tăng và có thể xảy ra mất kiểm soát. Theo thống kê chính thức của CCTV, sau khi chính quyền tuyên bố mở cửa xả lũ thứ 3, mực nước của đập Tam Hiệp tăng lên 140,87m vào lúc 4 giờ chiều ngày hôm qua. Vào lúc 10 giờ tối qua, mực nước tăng lên 149,4m. Vào lúc 7 giờ tối nay, mực nước của Tam Hiệp đạt 149,54m. Đoạn video được cư dân mạng đăng tải cho thấy vào ngày hôm kia, đại lộ Hữu Nghị Vũ Hán đã biến thành một dòng sông với độ sâu khoảng nửa mét. Đại lộ Hữu Nghị của Vũ Hán là một đại lộ chính song song với sông Dương Tử, chỉ cách sông Dương Tử 2 dãy nhà.
đại lộ Hữu Nghị đã bị ngập lụt tới mức này và có thể suy ra được thảm họa ở các khu vực khác của Vũ Hán, thậm chí còn tồi tệ hơn. Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc sáng hôm nay, nâng mức ứng phó khẩn cấp mưa lũ lên cấp 2, cấp thứ 2 trong hệ thống cảnh báo 4 cấp của nước này. Trong khi đó, báo đài nói là đỉnh lũ của đập Tam Hiệp đã qua nhưng trên thực tế phát đi cảnh báo lũ lại gia tăng. Đó sẽ là một điều hết sức khó hiểu, bất thường và đầy nghi vấn. Người dân nơi đây lo sợ rằng nhà cầm quyền đang cố tình che đậy thông tin để lòng dân khỏi náo loạn. Các trận mưa lớn đổ xuống Vũ Hán trong 3 ngày qua với lượng mưa tối đa đạt hơn 250mm từ sáng hôm kia, khiến nhiều chặng đường bị ngập và mực nước sông ở một số nơi vượt qua mức cảnh báo. Theo Tân Hoa Xã, trong ảnh các công dân theo dõi mực nước tại đền Long Quan ở Vũ Hán. Giới chức Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo từ tháng 6 rằng thành phố này và các thành phố khác ở vùng trung lưu sông Trường Giang sẽ phải đối mặt với lượng mưa cao kỷ lục trong năm nay. Trước sức tàn phá của lũ lụt, các công dân chấn đề tại đền Long Quan ở Vũ Hán vào sáng hôm qua đề phòng sập luôn đền nổi tiếng này. Những cơn mưa lớn tiếp tục đổ xuống nhiều thành phố ở Trung Quốc vào sáng nay, từ Trùng Khánh phía Tây Nam cho đến Thượng Hải ở bờ biển phía Đông, các tỉnh Chiết Giang, An Huy và Giang Tô đều nâng 4 mức cảnh báo màu vàng. Theo số liệu từ Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, mực nước đã vượt qua mức cảnh báo tại hơn 50 địa điểm dọc theo các con sông trên cả nước, theo Reuters đưa tin. Trải dọc chiều dài lịch sử thế giới từng ghi nhận rất nhiều cơn mưa quái dị. Những cơn mưa bình thường đã không còn là điều gì xa lạ với chúng ta. Nhưng trên thế giới vẫn có một số cơn mưa đặc biệt như mưa cá hay mưa nhện hay thậm chí là mưa tiền. Bạn có thể đã nghe nói về điều này, nhưng có một trận mưa chắc chắn bạn chưa bao giờ nghe nói, đó là mưa máu. Trận mưa kinh hoàng xảy ra tại Trung Quốc, những cơn mưa máu ma quái từ bầu trời của người Trung Quốc. Cuối tuần qua, nhiều hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cơn mưa kỳ lạ có màu đỏ như máu đã trút xuống thành phố Liêu Ninh ở Đông Bắc Trung Quốc. Hơn nữa, trận mưa máu ở Trung Quốc kéo dài liên miên trong gần 2 tháng. Toàn bộ bờ biển bị nhuộm đỏ, quần áo của ngư dân địa phương cũng bị nhuộm đỏ, thậm chí lá cây trên cây cũng bị nhuộm đỏ, khiến cho nhiều người cảm giác ớn lạnh sống lưng. Một số người cho ngày tận thế đang đến gần. Những người khác cố gắng phủi bỏ sự tiêu cực và cho rằng mưa màu đỏ tượng trưng cho màu sắc của lá cờ Trung Quốc. Nhưng sự thật về cơn mưa màu máu này là như thế nào thì vẫn là dấu hỏi lớn chưa có lời giải đáp. Các nhà khoa học cũng bất lực trước hiện tượng này. Mưa nhện ở Trung Quốc. Một cư dân mạng sống ở Tứ Xuyên, Trung Quốc từng bày tỏ sự tuyệt vọng trên Weibo rằng có mưa nhện đổ xuống nhà của anh ta. Hàng nghìn con nhện rơi xuống sân, trên mái nhà và hầu như ở khắp mọi nơi. Anh ấy sợ đến mức không dám ra ngoài. Thực tế thì Trung Quốc là thiên đường của các loài động vật. Không chỉ có loài nhện này mà còn có rất nhiều loài động vật như rắn hổ tử thần, rắn hổ phương Đông. Bí ẩn về cơn mưa kỳ lạ thật kinh hoàng, mưa thiên thạch Cát Lâm. Năm 1976 được định mệnh là một năm phi thường, các nhà lãnh đạo quốc gia Mao Chủ tịch, Chu Ân Lai và Chu Đệ lần lượt qua đời. Trận động đất ở Đường Sơn đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người. Năm nay là một năm vô cùng đau thương đối với người dân Trung Quốc. Cũng trong năm nay, một trận mưa sao băng hiếm gặp đã xảy ra ở Cát Lâm, đất nước Trung Quốc. Ba thiên thạch đã đáp xuống Cát Lâm. Mọi người đồn đoán rằng ba thiên thạch này là Zhou, Zhu và Tập. Liệu bí ẩn về trận mưa thiên thạch Cát Lâm báo trước Đường Sơn sau này, trận động đất lớn, sau khi Chủ tịch Tập biết tin, ông cũng kêu gọi tử, mưa sắc thịt. Và ngày hôm nay mùng 1 tháng 8, máu thịt từ trên trời rơi xuống trang trại của ông Giang ở khu tự trị Tây Tạng trong vài phút, bao phủ 8m2 mặt đất. Hôm đó trời đẹp, không có gió, thịt tươi ở dạng hạt và sợi nhỏ, dài khoảng 2,45-15,24cm, có một số lông tơ. Trước đó, một bài báo trên tờ South China Morning Post và hiện tượng này cũng đề cập rằng máu và thịt cũng đã rơi xuống Hắc Long Giang trước đó 2 tháng. Ngoài ra còn có nhiều cơn mưa kỳ lạ, quá nhiều để liệt kê. Nhưng không ai có thể hiểu được cơn mưa kỳ lạ này được hình thành như thế nào, kể cả các nhà khoa học của chúng ta, từ Trung Quốc đến Ấn Độ. Các báo cáo về mưa dưới dạng cá liên tục xuất hiện. Các loài động vật nhỏ như cá, ếch và rắn thỉnh thoảng thả xuống bất ngờ từ trên không, đôi khi cách xa mặt nước hàng dặm. Các nhà khoa học giải thích rằng những cơn lốc xoáy trên biển, xoáy trên hồ hoặc đại dương có thể mang theo nước và mọi thứ trong đó thành mây. Gió mạnh trong những đám mây bão này mang các vật thể bị cuốn vào trong một khoảng cách xa và đổ chúng vào những người hoặc các tòa nhà không được chuẩn bị trước.
Mực nước đập Tam Hiệp dâng cao hơn 160,5 mét khiến cư dân vùng hạ lưu hoảng sợ. Kể từ đầu tháng 7, Trung Quốc đã trải qua rất nhiều những trận mưa xối xả đáng kinh ngạc trong nhiều ngày, không chỉ khiến mực nước đập Tam Hiệp tăng cao mà còn gây ra áp lực nước bên trong đập quá lớn, được nghi ngờ là nguyên nhân gây ra biến dạng thân đập. Trước sự việc này, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra lệnh xả lũ để làm giảm áp lực thân đập. Bất ngờ là mực nước không giảm mà ngược lại còn tăng lên. Mực nước không chỉ vượt quá 160m đến 162,31 m mà sản lượng nước cũng sụt giảm rất nhiều. Từ hơn 33.000 m3 mỗi giây trong vài ngày trước xuống 20.100 m3 mỗi giây. Nhưng tin tốt là lượng nước hiện tại đã tạm thời trở về không và đập Tam Hiệp dự kiến sẽ giảm một chút trong ngày hôm nay. Mực nước hiện tại của đập Tam Hiệp đã được công bố trên trang web Thủy văn Sông Dương Tử vào lúc 9 giờ sáng hôm nay. Mực nước hiện tại là 162,31 m, hôm nay giảm một chút. Với mực nước của đập Tam Hiệp vượt quá 160 m, nhiều cư dân mạng bày tỏ rằng biến thành công viên nước lớn nhất thế giới. Thủy quái chạy khắp đường, hãy gọi lại cho tôi khi hòn ngọc Phương Đông bị choáng ngợp. Và thị trấn nước tuyệt đẹp ở phía nam Sông Dương Tử, Jeju có thể hợp tác xây dựng. Một công viên nước, nhưng có những cư dân mạng khác cho rằng không ai quan tâm. Nó thực sự bị hỏng và hãy đến lần nữa. Người Trung Quốc đừng quan tâm nữa, chỉ có người Đài Loan là nghèo và chán thôi. Mực nước của đập Tam Hiệp tăng cao hơn 160m và đạt mức 162,31m. Lượng mưa lớn ở Trung và Thượng Lưu Sông Dương Tử kể từ tháng 7 không chỉ khiến mực nước đập Tam Hiệp tiếp tục dâng cao mà còn gây ngập lụt nhiều tỉnh. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu xả lũ vào ngày 30 tháng 7, gần 2 tuần trước. Tin tốt là mực nước giảm nhẹ chỉ mới được thông báo vài ngày trước. Không ngờ mực nước đã nhiều lần lên mức cao mới trong 2 ngày qua. Cư dân mạng gọi đùa đập Tam Hiệp là máy gia tốc lũ. Đập Tam Hiệp phát nổ, một ngày 2 trận động đất vùng lòng hồ, dân cư hạ nguồn giật mình thon thót. Chuyên gia về động đất của Trung Quốc Fan Tian Lao Wang đã dự đoán rằng một thảm họa có thể xảy ra ở lưu vực sông Dương Tử vào ngày 2 tháng 8. Tình huống có thể xảy ra nhất là lũ lụt sau trận động đất cuối cùng sẽ dẫn đến sự sụp đổ của đập Tam Hiệp. Thật trùng hợp, hai trận động đất đã xảy ra ở Trung Quốc vào sáng sớm qua, bao gồm một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter ở Đường Sơn, Hà Bắc và một trận động đất mạnh 3,6 độ Richter ở Vũ Sơn, Trùng Khánh. Cư dân lại một lần nữa dấy lên lo ngại về sự an toàn của đập Tam Hiệp. Theo dữ liệu từ mạng lưới điện chấn Trung Quốc, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter xảy ra ở quận Gue, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc lúc 6 giờ 38 phút ngày hôm qua và một trận động đất mạnh 3,6 độ Richter cũng xảy ra ở huyện Husan, Trùng Khánh vào lúc 2 giờ 30 phút cùng ngày. The Jinko Eyes đã viết trên Twitter rằng một trận động đất xảy ra ở Vũ Sơn, Trùng Khánh là vùng lõi của khu vực hồ chứa Tam Hiệp. Trận động đất từng ở Nghi Tân, Tứ Xuyên bên ngoài hồ chứa Tam Hiệp, nhưng bây giờ nó đã chuyển xuống đến khu vực hồ Tam Hiệp. Xu hướng này không ổn rồi. Trận siêu lũ năm nay diễn ra trên cả lưu vực, không biết đập Tam Hiệp chịu được bao nhiêu trận động đất nữa. Một bài đăng khác chỉ ra một trận động đất đã xảy ra ở Vũ Sơn trong khu vực hồ chứa Tam Hiệp. Một là đến từ Tam Hiệp và một là ở khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, nơi có bóng của trận động đất Đường Sơn năm nay. Trung Quốc đã từng bị bao vây bởi nạn dịch, lũ lụt, cao cao và động đất. 10 đại dịch của Chúa còn khốc liệt hơn. Nhìn lại năm 2022, thế giới dường như không mấy yên bình, thiên tai như cao cao và mưa đá ở Đông Bắc Quế Lâm, Vân Nam. Dù là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay thảm họa được tiên đoán trong sách cổ của Trung Quốc đã trở thành sự thật, nhưng với sự ồn ào về sự cố vỡ đập Tam Hiệp, người dân Trung Quốc đang rất lo lắng. Trận động đất khổng lồ vào đêm khuya ở Nhật Bản, một trận sóng thần cao 30 mét nhấn chìm hòn đảo và giết chết 100 người. Vào ngày này trong lịch sử năm 1993, một trận động đất đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía tây nam của Hokkaido, Nhật Bản. Nó xảy ra vào lúc 10 giờ 17 phút theo giờ địa phương lúc nửa đêm. Cường độ của trận động đất được tính là 7,8 độ Richter và ước tính cường độ tối đa là 6 trận động đất mạnh. Một đám cháy và một trận sóng thần lớn đã bùng phát trên đảo Okuzuri gần tâm chấn, khiến 230 người thiệt mạng và mất tích. Trận động đất này còn được gọi là trận động đất ở đảo Okuzuri. Trận động đất ở đảo Okuzuri gần như đã phá hủy hòn đảo. Cơ quan khí tượng và NHK đã ban hành tin tức sóng thần sau trận động đất. 5 phút sau trận động đất, 10 giờ 22 phút giữa đêm, cơ quan khí tượng đã ban hành cảnh báo sóng thần cho bờ biển Nhật Bản ở Hokkaido. Toàn bộ khu vực của 4 hòn đảo phía tây của Hokkaido và bờ biển Nhật Bản trong vùng Tohoku.
cảnh báo sóng thần cũng đã được ban hành cho Hokkaido và bờ biển Thái Bình Dương của vùng Tohoku cũng như bờ biển ở biển Hokkaido. Trong vòng 2 đến 3 phút sau trận động đất, đợt sóng thần khổng lồ đầu tiên đã đến phần phía tây của đảo Okushiri. Sau 5 phút đến 7 phút, một trận sóng thần cực lớn cũng ập đến nhà máy thủy điện ở khu vực Shonai. Vùng phụ cận của Cape Mojuta ở phía đất liền của Hokkaido cũng bị ảnh hưởng bởi một trận sóng thần lớn khoảng 5 phút sau trận động đất. Trận sóng thần khổng lồ thứ hai đã đổ bộ vào phía tây của đảo Okushiri 10 phút sau khi cơn sóng thần đầu tiên đến, và trận sóng thần cũng khiến đảo Okushiri bị chìm. Trên đảo thường xuyên xảy ra hỏa hoạn và 5.000 ngôi nhà bị sóng thần cuốn trôi, 9 đám cháy bùng phát ở khu vực Kimiao. Sau khi sóng thần ập đến, lúc đó sức gió từ phía đông bắc là 10 mét khiến đám cháy lan nhanh. Khoảng 10 giờ 40 phút giữa đêm, khách sạn Kimiao North bắt đầu bốc cháy. Đến 12 giờ 30 phút sáng, đám cháy cũng bùng phát tại nhà kho và căng tin của hợp tác xã thủy sản. Cuối cùng, đám cháy mở rộng ra diện tích khoảng 5 hecta và thiêu rụi 192 ngôi nhà. Tại khu vực Kimiao, chỉ có 17 ngôi nhà không bị cháy và những ngôi nhà khác bị hư hại. Đảo Okushiri không có máy đo địa chấn và thảm họa đã được đài quan sát cũ ở thị trấn Sutu, Hokkaido báo cáo. Và cường độ 4 đã được quan sát thấy ở thị trấn Sutu. Số người chết cuối cùng là 201 người, trong đó có một người ở tỉnh Aomori. 29 người mất tích và 323 người bị thương, 601 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, 408 ngôi nhà bị phá hủy một phần, 5.490 ngôi nhà bị phá hủy toàn bộ, 192 ngôi nhà bị cháy và 455 ngôi nhà bị ngập trong biển nước. Hiện nay, đảo Okushiri được mô tả là một hòn đảo tái sinh. Phía bắc của đảo là khoảng 30cm và phía nam của đảo là 60cm đến 70cm. Vào năm 2013, phần phía nam của đảo đã được quan sát. Sau khi trải qua trận động đất tại thời điểm đó, dự báo sóng thần được nhanh chóng. Các mạng lưới quan sát động đất địa phương đã được thiết lập và các bảo tàng động đất cũng được thành lập để chia buồn với những người đã chết trong thảm họa tại thời điểm đó.